Vâng anh em, hôm nay tôi chiều nay tôi có hẹn với cả một bạn bạn tên là Linh, cũng ở Hà Nội này. Hai anh em mới đi câu này, nhưng mà không biết có mưa hay không thôi. Nếu mà mưa thì thôi, tôi trộn ổ để chiều đi câu này. Đấy, thùng kính lên này. Đấy, thùng kính lên này. Cắm gạo này, trứng này, rồi kính chảo, rồi mẹ vào đấy, vẫn như mọi khi thôi. Xốp, xốp này không có gì thay đổi cả, vẫn như mọi khi thôi. Rồi sẽ hướng dẫn anh em trộn, nói tỉ mỉ một chút ha, anh em đỡ thắc mắc. Năm bát thính này nó cũng tính đầy chắc chỉ được 5 bát thôi. Đấy, cái thùng của tôi lại sắp hết mất rồi. Nó chỉ còn khoảng 2-3 ổ nữa thôi là hết rồi. Đũa này nó bị gãy. Ok, đây là thính nền này, thính nền ủ này. Cái thính nền ủ này nó ướt hay khô nó phụ thuộc vào anh em cho nhiều bóng rượu hay ít. Của tôi lần này hơi ướt. Cắm gạo đấy 2 cân chia làm 2 ổ. Tôi chỉ trộn một ổ thôi. Đấy, áng chừng 1 cân cắm gạo. 5 bát thính nền. Nó chỉ là đơn giản. Buộc chặt lại để lần sau đi cho nó khỏi mốc. Đấy, anh em đảo đều lên thính nền với cả cắm gạo. Không biết là nếu mà mai mà mưa thì xử lý cái ổ này thế nào đây. Chắc là mưa mà không đi được thì chắc chỉ đút vào ngăn mát thôi. Đấy, rồi tiếp theo cho xốp vào cũng được. Cho một bát rưỡi xốp, cho nhiều quá nó sẽ bị nổi thính, anh em cho vừa vừa thôi.
bát rưỡi là hợp lý. Cám trứng, đây gói cám trứng này, cám trứng Ba Vì, ăn đây cám trứng Phú Vọng Đồng Tâm, quệt. Cắm trứng đảo lên qua qua thôi, không cần đảo kỹ. Kính chào. Mè chua, trứng gà, theo tôi thì tôi hướng dẫn thế này là rất chi là tỉ mỉ rồi. Thế mà anh em nào mà mấy anh em mà cứ hỏi cái gì đấy ở phút bao nhiêu đấy thì tôi nghĩ chắc là các ông tua, ông không xem, các ông mới hỏi, còn nếu mà xem thì chả phải hỏi. Này chủ yếu nó trôi mè. Thế nhưng mà câu chấm với cá chép nó vẫn lên. Cái gì mà trộn nó mà lên nhiều nhất thì tôi cho nó là mồi câu cá con đấy. Ví dụ như kiểu là lên 10 con chẳng hạn thì nó rơi vào khoảng tầm 6 con mè, 2 con chấm, 2 con chép. À 2 con trôi, 1 con chép, 1 con chấm. Thì cũng cho là trôi mè, không thể cho nó gọi là tổng hợp được. Ok, đấy như này là xong này. Bây giờ chỉ việc đổ vào túi và rửa đồ đi, thế là đi đánh thôi. Hôm qua thì mưa rầm rầm, không biết hôm nay có mưa gió gì không, chưa biết. Hôm qua gọi điện cho bạn Linh bảo hôm nay mà mưa thì thôi, thì bạn bảo mưa thì bạn cũng xuống đây bạn chơi. Bóng này nó bị lủng mất rồi.
hơi ít so với mọi khi, là hôm nay trộn nó hơi ít. Đấy, ok, xong. Chúc anh em có những phút giây ngây ngất. Đấy. Này, để đây, chiều đi đánh thôi. Bây giờ mới 10 giờ sáng. Ok. Rất chi là đơn giản phải không anh em? Anh em. Hai anh em tôi vừa thả thính xong thì mưa, tôi mới cả bắn linh. Này mưa rất to này, Linh vẫn đang lúi húi ở ngoài kia kìa. Đoạn này thì mưa ớt hết rồi. Hai anh em vừa thả thính xong được khoảng 10 phút. 10 phút tôi giật được 3 cái mà không được cái gì. Linh không biết có được cái gì không. Mưa rất chi là to. Ô thì cũng có mang, nhưng mà mưa to này không thể chịu được. Linh không biết lò mọ cái gì ngoài kia mà giờ này chưa vào. Đây, ô có mang này, nhưng mà mưa to lắm, có ngồi ở đấy thì cũng ướt. À, anh em vừa tạnh mưa rồi. À, đây ổ kia, Linh ngồi bên kia. Ổ của tôi xốp đang mấy cả tăm đang rất chi là nhiều. Tình trạng này chắc chắn là được cá. Đây, tăm mấy xốp lên rất chi là ác. Nhìn nó không được rõ lắm. Cứ đà lại thì thơm. Rồi, vừa bảo được cá xong này thì chắc chắn là móm rồi. Đây anh em nhìn, đây là phao của tôi. Ở bên mé bên trái nữa này có một cái phao màu xanh. Cách phao của tôi khoảng 7 mét. Anh em, đây là cái ý thức của người đi câu. Tôi ngồi bắt đầu cá vào thì ông kia ông ấy ra, ông ấy gõ thuyền, ông ấy nắm thính luôn ở thuyền. Xong là ông ấy ra, ông ấy thả thính đây, ông bên cạnh đây này. Đây ông bên cạnh. Ông ấy, ý thức không bằng con ruồi. Đây là cái văn hóa đi câu thôi, mong anh em chú ý. Này thì móm rồi. À, mất công ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mưa. Tạnh mưa ra thì cuối cùng lại bị đen như thế đấy. Đây, hai cái phao này. Nó thật đi câu để vui chơi giải trí thôi. Nhưng mà đi câu này thì hơi bị ức chế. Tôi là thuộc cái dạng hiền. Nếu gặp ông nóng tính thì chắc là ông ra ông vứt xuống hồ. Đấy, ý thức văn hóa đi câu. Làn luôn. Tí nữa tôi sẽ lắp cái phao to và tôi bổ ra ổ cạnh ổ của ông ấy, tôi chơi lại và phát xem. Nói chung là đéo câu được với tôi đâu. Rồi cứ để xem mà xem. Tôi xác định móm rồi thì ông này cũng đừng có bao giờ lên cá. Thế cho nó nhanh.